Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, những ngày qua, quân khu 5 đã huy động gần 50 cán bộ chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Phòng hóa 78, Bộ Tham mưu và đội y học dự phòng cục hậu cần cùng nhiều phương tiện chuyên dụng tiến hành phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ các tuyến đường và khu vực có ca nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn hai quận Hải Châu, Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ngay khi có thông tin nữ nhân viên quản lý vũ trường New Phương Đông dương tính với COVID-19 là bệnh nhân 2999 vào ngày 5 tháng 5, hiện sinh sống tại khu chung cư 12T3, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Lực lượng quân khu 5 đã tiến hành phun khử khuẩn, làm sạch khoảng 20.000 m2 bề mặt, góp phần hạn chế tối đa sự lây lan, phát tán của đại dịch COVID-19 trong cộng đồng. Chung cư chúng tôi là 2 tổ, là 135 hộ, khoảng cả gần 500 nhân khẩu. Sáng nay coi như là dịch bệnh, bộ đội quân khu 5 đánh phun thuốc khử khuẩn là rất tốt. Nói chung là coi như là bà con chúng tôi yên tâm. Nhận được lệnh tham gia khử trùng, khử độc tại hai quận Hải Châu và quận Sơn Trà, mặc dù thời gian ngắn nhưng với tinh thần chống dịch như chống giặc, chúng tôi đã sử dụng phương tiện đặc chủng của đơn vị và hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia. Đến thời điểm này đã tham gia khử trùng, khử độc trên hai địa bàn khoảng 20.000 m2 với sử dụng các loại hóa chất hơn 100 kg để bảo đảm cho hoàn thành tốt được nhiệm vụ. Sáng 7 tháng 5, quân khu 5 tiếp tục điều động gần 30 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện trang bị đặc chủng tiến hành phun khử khuẩn tại khu vực chợ Đông Đa và các trục đường, cơ quan, công sở, trường học, nhà dân ở xung quanh khu chợ này do liên quan đến các ca bệnh dương tính với COVID-19. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bộ đội vừa sử dụng xe chuyên dụng tổ chức tiêu tẩy diện rộng trên các tuyến phố, trục đường, con hẻm, vừa sử dụng máy phun kéo đẩy vác vai tích cực luồn lách vào các hàng quán ngóc ngách cả trong và ngoài chợ để phun khử khuẩn làm sạch môi trường. Việc phun hóa chất khử khuẩn này góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong phòng chống dịch bệnh. Trước hết là để mỗi người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng yên tâm thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.